Cô có biết là cô đang chơi với Giao hay không? Nếu muốn làm đồng minh của tôi thì hãy chứng minh cho thấy lòng thành của cô. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Làm gì hả? Anh muốn làm gì tôi hả? Hãy có một bài học thôi. Ông buông tôi ra. Anh đã từng nhìn thấy một người đàn bà và một đứa con gái còi cọc, đói ăn, trôi dạt khắp nơi ngày nhỏ. Ai có ngờ rằng cô Năm Kỉnh quý phái, nền nã đã phải trải qua phần đời còn lại trong đói rách để tìm kiếm sự sinh tồn, để trả thù người đàn ông đó. Từ khi tôi được sinh ra, tôi chưa từng được yêu thương. Má tôi coi tôi như là một kẻ thù, trút hết tất cả các cơn hận thù bằng những trận đòn roi. Bữa đói, bữa no, trong khi cha của tôi, chị gái của tôi, một người chị gái cùng cha khác mẹ, thì lại sống trong cảnh dương giả, tiền bạc, kẻ hầu người hạ, nhà cao cửa rộng. Tôi không cam lòng. Lý Văn Sỗi, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận của anh đâu. Anh yên tâm. Tôi thề với anh, tôi thề trên vong linh người má khốn khổ của mình, tôi muốn anh trả thù cho tôi. Anh phải trả thù cho tôi, trả thù thật nặng. Tôi phải trả thù rửa hận. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi muốn anh phải làm cho ông ta sống không bằng chết. Tính ra thì hai chúng ta cũng có duyên với nhau lắm. Quen biết mấy chục năm rồi gặp lại nhau cùng lật gửi gián bài này. Nhưng cô bé à, cô có biết là cô đang chơi với Giao hay không? Tôi dạy cho cô một bài học miễn phí đây. Nếu chơi dao thì phải nắm đằng cán, đừng có nắm đằng chui. Kẻo làm bị thương chính mình. Được thôi, nếu cô muốn học thì tôi sẽ dạy cho. Nếu muốn làm đồng minh của tôi thì hãy chứng minh cho thấy lòng thành của cô. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Làm gì hả? Anh muốn làm gì tôi hả? Hãy có một bài học thôi. Ông buông tôi ra. Tôi xin anh mà. Anh buông tôi ra. Em đây. Anh hai muốn ăn khuya không? Em đang định xuống bếp nè. Anh hai chuẩn bị đi ngủ đây. Anh không ăn đâu. Em ăn đi. Dạ.